Xin được chào tất cả các bạn. Hôm nay Dũng sẽ mang tới cho các bạn một kinh nghiệm, một cái cách để chúng ta có thể phát âm được chữ Q, chữ Quy ấy. Như thế này này, một số bạn ở vùng Nam Bộ hoặc là Nam Trung Bộ gì đó, chúng ta khi hát ấy, hoặc là khi nói chuyện thế, nhưng mà ở đây cụ thể là mình đang muốn áp dụng vào khi hát ấy, các bạn sẽ bị mắc lỗi là chữ Q chúng ta không phát âm được. Ví dụ là từ quê hương thì chúng ta hát là quê hương. Từ quen biết thì các bạn hát là quen biết, qua lại thì qua lại. Đó, nó bị như thế đó. Ở đây các bạn, mình muốn nói cho bạn hiểu luôn, đó là một số dòng nhạc, nhạc trẻ, nhạc chương trình bolero, nhạc xưa đó, thường thường những cái đó người ta sẽ hát thì người ta sẽ phải phát âm bằng tiếng Bắc, thường là như thế nhỉ. Còn một số bài hát mang âm hưởng dân ca hoặc là dân ca gì đó, tùy từng vùng miền Bắc Trung Nam thì chúng ta sẽ phát âm theo cái ngôn ngữ của vùng miền đó, thường là như thế nha. Còn lại những dòng nhạc kia thì chúng ta sẽ phát âm tiếng Bắc, mà do tiếng Bắc thì bình thường là chữ Q sẽ là chữ Q, không phải Q là Q được. Thì các bạn cùng để ý cái phương pháp của mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta có thể phát âm được phương pháp cái chữ này. Nếu mà để ý thì sẽ phát âm chắc chắn là 100% sẽ phát âm được nha. Bây giờ như sau nè, cho mình hỏi các bạn này, mình nói chữ cua, cua trong từ con cua, chắc chắn là bạn nào cũng sẽ phát âm được từ cua rất là rõ ràng, không bị lỗi từ từ này. Hầu như mình để ý thì không có bạn nào phát âm lỗi từ cua hết á, cua trong từ con cua ấy. Ok, các bạn nói lại nhé. Cua được gồm ba chữ là c u a. Ok, còn bây giờ từ mình sẽ lấy từ này này, từ quê trong từ quê hương ấy chẳng hạn ấy, quê hương nha. Rồi, từ quê trong từ quê hương là gồm chữ Q, chữ U, chữ E. Mình nói lại nha, quê hương là gồm Q, U, E. Ok, mình phát âm chính xác là quê. Ok, nhưng mà một số bạn là quê. Thì rồi, cái đó là mình chưa có nói phương pháp gì hết để cho chúng ta hình dung là cái chữ là gồm như thế nào nha. Và bây giờ cho mình một cái tròn chơi nhỏ nhỏ đây sẽ giúp mình phát âm như thế nào nè. Bây giờ các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của mình nha. Mình có ba chữ là chữ C, chữ U, chữ E. C, U, E ghép lại. Bây giờ thì theo các bạn thì ba chữ đó sẽ phát âm như thế nào này? Đó, mình viết là chữ này, C, U, E, thì chắc chắn là mình sẽ phát âm là quê, đúng không nè? Lại nhé, này, ba chữ thôi, chữ C, chữ U, chữ E. Theo bạn thì theo các bạn ấy thì ba chữ đó mình sẽ ghép lại, mình phát âm trong tiếng Việt thì mình không nói là chữ này có ý nghĩa gì không, nhưng mà bây giờ theo các bạn là ghép ba chữ C, U, E, bây giờ mình phát âm ba chữ đó đi nào. Chắc chắn là quê, giống như hồi nãy chữ cua ấy, cua thì là C, U, A thì là cua. Còn bây giờ cái chữ là C, U, E thì là quê, cua, quê. Các bạn vừa phát âm được chữ cua đúng không nào? Cua trong từ con cua và quê trong từ C, U, E đấy. Đó, lại nhé, mình này, các bạn vừa phát âm được chữ cua xong này, con cua. Rồi, còn mình cũng có một từ nữa, cua là C, U, A là cua. Bây giờ mình cũng có ba chữ là C, U, E là quê, cua, quê. Giống nhau quá đó không nào, phát âm y chang nhau này, cua, quê. Và đó là các bạn đã phát âm được chữ Q rồi đó. Mình có thể nói lại, các bạn đang hơi hoang mang một xíu đúng không? Nhưng mà đơn giản thôi này, mình sẽ nói lại này. Cái chữ Q và chữ C thì từng chữ riêng, phát âm riêng, đơn từng chữ đó thì chính xác là phát âm khác nhau. Nhưng mà khi mà ghép vào chữ thì gần như là nó phát âm giống nhau. Các bạn hình dung nhé, đúng không nào? Mình nói lại nhé, tức là phương pháp của mình ở đây á, chính xác là cái chữ quê trong từ quê hương á, thay vì là viết chữ Q thì bạn muốn phát âm được á, bỏ chữ Q đi, lấy chữ C viết vào đó thì các bạn sẽ phát âm được chữ đó. Giống như từ cua ấy, C, U, A, C, U, A là cua. Thì bây giờ mình cũng bỏ chữ này đi, C, U, E. Chắc chắn là bạn sẽ phát âm chữ này là chữ C, U, E, đọc là quê, đúng không? Quê thì chính xác là cái âm thanh đó là âm thanh của chữ quê hương đó, là quê hương. Ok, tức là bây giờ từ quen biết chẳng hạn này, từ quen là quen, ví dụ nhé, quen này là Q, U, E, N, bốn chữ quen đó,
quen nhiều bạn là quen, nhưng mà bây giờ cho mình cái trò chơi là giống chữ cua hồi nãy đó, là bỏ chữ cua đó đi, mình thay bằng chữ cờ. Cờ u e n, cờ u e n, mình cũng sẽ đọc là quen, đúng không nè? Chữ cờ, chữ u, chữ e, chữ n, mình cũng sẽ đọc là quen. Và chữ quen đó chính là cái âm thanh của chữ quen, quen biết, chữ cờ đó. À, các bạn có hình dung ra cái cách mình nói không nào? Tức là mình nói lại phương pháp ở đây nè. Hãy hình dung chữ các bạn đang bị lỗi là từ quờ đó, không phải là chữ quờ đó, mà thay cái chữ quờ đó là chữ cờ. Ok, là mình sẽ phát âm ra từ quờ. Nó cái từng chữ âm đơn thì là chữ cờ và chữ quờ, nhưng mà khi mà ghép vào các chữ khác đấy thì gần như hai chữ đó nó sẽ phát âm giống y chang nhau. Thì cái đó là cái cách, cái mẹo để chúng ta có thể phát âm được chữ quờ, đúng không nào? Mình nói lại nha, đúng không? Mình sẽ lặp lại để cho các bạn hình dung rõ hơn, không có nhiều bạn sẽ cảm thấy hoang mang này. À, chữ cua trong từ con cua thì chắc chắn các bạn sẽ phát âm rõ, không bị lỗi, hầu như từ đó không ai bị lỗi từ đó hết. Cua trong từ con cua là gồm ba chữ cờ u a. Ok rồi, bỏ từ đó đi, bây giờ mình lấy ba chữ cờ u e, đọc được mình ba chữ này. Cờ u e là đọc là quê, đúng không? Thì cái quê này chính là đang trong từ quê hương, và các bạn phát âm được quê, cờ u e, quê, quê hương đó. Quen biết cũng thế luôn, bỏ chữ quờ đi thay với chữ cờ. Đó là cái cách mình bỏ và để mình có thể phát âm được chữ đó thôi nha. Còn ngôn ngữ viết thì chắc chắn là chúng ta phải viết đúng chính tả hay gì đó, hay là mình hiểu là đó là như thế nào nhé. Thì không biết là các bạn có hình dung được cái cách mình nói không. Thì hy vọng là cái cách này sẽ giúp cho các bạn có thể phát âm tốt được chữ này. Nếu mà các bạn nghe lại clip này từ đầu đến cuối, các bạn mình nói là các bạn chắc chắn sẽ phát âm được chữ quờ này rất là rõ. Đương nhiên thì cái một cái gì cũng cần phải tập luyện, cũng cần sự tập luyện để cho nó tạo thành một cái phản xạ thì các bạn phát âm nó không bị lỗi nữa. Thì đó là mình muốn các bạn là chịu khó tập luyện một chút để cho nó quen cái phản xạ phát âm này đi. Các bạn thấy hay có thể là chia sẻ, share gì đó, like gì đó, hoặc là comment gì đó cho Dũng biết, và có thể là sẽ hỗ trợ cho các bạn những gì các bạn thắc mắc hoặc là chưa biết hơn. Mình sẽ có thời gian mình sẽ hỗ trợ cho các bạn và tiếp tục đón theo dõi những clip sau. Mình sẽ chỉnh phát âm những từ khác nữa, hoặc là những vần, ví dụ như là vần y, những là nhiều bạn hát là hát hiu thì nhiều bạn là hát là hát hiu đó. Tiêu điều thì các bạn là hát là tiêu điều, nó không ra được vần e, thì mình sẽ chỉ phương pháp và chỉ cách cho tất cả bạn đều có thể là luyện tập để phát âm rõ chữ đó được. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.